tự nhiên nửa đêm nữa hôm đi đâu vậy bà <laughs> nói chơi chứ tụi em đi hồ tà bả du lịch an giang á mọi người tụi em bắt đầu từ 3 giờ rưỡi khuya đây là cái cây đèn bốn ngọn ở long xuyên rồi bây giờ thì trời cũng đã sáng rồi tụi em đã gần tới trên hồ tà bả rồi đó nói chứ cũng mấy tiếng đồng hồ nói ngồi ê cả mông bây giờ nghỉ chân chút bây giờ thấy mẹ của người ta bán ngon quá à. hơi ghé lại mua chùm ăn chơi sáng sớm cho đỡ đói mình khỏi ăn sáng giờ mua me xong rồi thôi mình đi nghe tiếp tục đi cuộc hành trình của mình nè đó bình minh đã lên rồi để mình quay cho mọi người xem nhìn cái bình minh nghe rất là đẹp luôn đó chói chang dừng lại ở đây chút xíu coi nè ôi anh bình minh đẹp buổi sáng quá trời Thôi nó chớ hát nhiều được rồi, bây giờ mình tiếp tục đi nè để không hôi trễ Đầu tiên đó là mình sẽ dừng chân lại cái đường đi lên Hồ Tà Bạ này Cái cầu này rất là đẹp và rất là nổi tiếng luôn Tất cả các bạn đến đây đều phải check in một lần nghe để không hôi tiếc hồi hụi đó Rồi lúc này là bắt đầu quay phim quay ơ rồi nè Rồi đó bắt đầu quay cảnh ẹo qua ẹo lợi chụp cỡ ngàn 1500 tấm hình Rồi thôi được rồi, chụp đương nhiêu được rồi Trời ơi lại Hồ Tà Bạ thôi để hồi nắng cháy da cháy thịt mấy má ơi Rồi đi ngang đây tự nhiên thấy người ta đang chụp hình cưới cái giả bộ cầm điện thoại lắc qua lắc lại quay đó rồi tới khúc này là bắt đầu quay uh, biến quá rồi nè nó mấy cái clip mấy trước tôi quay biến quá là đó đó rồi lúc này nhỏ em tôi nó nói cái gì tôi cũng không biết luôn rồi tôi cứ với nó cũng không biết nói cái gì hai đứa nhép qua nhép lại rồi bắt đầu ha rồi bắt đầu tạo dáng eo qua em lợi chụp hình mà tạo cỡ ngàn tám trăm tấm hình vậy đó mà không có được tấm nào đẹp hết trơn á lúc này thì rửa tay quá trời tay chân kích dịch hết trơn rồi bây giờ tới khúc này nè nó mạnh đứa nào để quay mạnh đứa nào đấy đi rồi bò lên bò xuống ha mệt lắm mọi người nhưng mà đổi lại cảnh đẹp thì cũng được Rồi tới khúc này tôi cũng không biết tôi làm gì luôn tự nhiên thấy cái trái gì đó không biết nữa bông qua trái gì mới thấy đẹp quá cái bắt đầu hái Hử trời ơi không giống ai hết trơn luôn á con nhỏ em tôi nói nói bây giờ em đói lắm rồi bây giờ chị dẫn em đi ăn không chứ về em muốn xỉu rồi đó khúc này thì nó cũng muốn xỉu tôi cũng muốn xỉu luôn nói thiệt thôi bây giờ đi nha hai chị em bắt đầu đi nè chưa còn tiếc để quen cái nữa nó. nhìn quanh đây quanh cảnh quanh đây đẹp thiệt ha ừ để 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 ngồi đây tạo dáng cho chụp hình trời đất ơi thôi bây giờ mình chơi phép thực win đi biến nè rồi làm hoài làm quỷ rồi biến hoài biến không ra cái gì hết trơn cứ à, mày biến vậy nè ờ à, biến vậy nè Họ, hai đứa đó đó win thôi 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 đi mẹ rồi đi chưa đâu khúc này còn tiếc nè kêu nhớ em á, quay cho tao cái cảnh này dạ, chạy vòng 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 trái tim mà nè cho tao nằm trên đây nè như là phơi thay phơi nắng gì đó như phơi con khô vậy. sau khi rồi tà Bả ở tập đầu tiên rồi thì chị em của mình tiếp tục là quay cái tập thứ hai này là đi qua thốt nốt trái tim nha quý vị thì cái thốt nốt trái tim đến cái đường mà hồ tà bả thì cũng không có xa xôi gì lắm em mình nói ngược từ hồ tà bả qua thốt nốt trái tim nha mọi người thôi nói chung là nói qua nói lại nó tới nó luôn gì thì cũng y chang nhau vậy đó thì nó cũng có xa lắm nhưng mà khoảng bao nhiêu thì mình cũng quên rồi tại vì lúc đó chị google chỉ dẫn đi cái mình quên coi km luôn nhưng mà nếu mà bạn nào đã đến hồ tà bạ rồi thì nhất định phải qua thốt nốt trái tim check in một lần nha bây giờ thì xuất hiện trước mặt của mình đây chính là cây thốt nốt trái tim cây thốt nốt trái tim á trong hình dung suy nghĩ của mình á là nó sẽ là một cây thốt nốt rồi ở trên cái lá nó ra hình trái tim nhưng mà thật chất ra nó là bảy cây thốt nốt ráp lại mình nhìn ra nó một cái trái tim nha quý vị rồi lúc này là bắt đầu hai chị em á, là đóng cảnh biến quá rồi chạy tới chạy lui chạy ơ chạy ít đồ đó nhưng mà thật sự thì nắng lắm mọi người ơi đến đây nếu mà bạn các bạn nào có thể đến buổi chiều thì sẽ đẹp hơn còn nếu buổi trưa thì chịu khó phơi khô phơi nắng chút xíu nha nhưng mà đổi lại được cảnh đẹp là ok quá rồi đúng không hai bên cảnh đồng lúa nè rồi ở phía sau là núi nữa rất là tuyệt vời luôn mình rất là thích những cái cảnh như thế này luôn nhưng mà có điều nắng lắm nha quý vị đó lúc này thì tôi nói thiệt là tôi nắng quá tôi chịu không nổi tôi chui vô trong cái cây thuốc nốt con con xí xí này nè tôi nấp nhỏ em tôi thì nó cũng chịu hết nổi rồi rồi lúc này nó cũng nói là thôi bây giờ nếu cứ tiếp tục cái cảnh tượng này nữa là em xỉu mất. Bây giờ chị em mình nó đi kiếm cái gì ăn đi. Thì lúc này rồi tôi quyết định là sẽ đi đến hồ Ô Thơm để mà tìm ra một cái đặc sản ở đó chính là gà đốt Ô Thơm. Vậy đó là bắt đầu chết em dài tấm hình sống ảo rồi chị em tôi đi kiếm gà đốt Ô Thơm ăn đây nghe quý vị thôi máy bay Sau khi rời khỏi thốt nốt trái tim rồi á, thì tụi tôi thực hiện lời hứa với bao tử của mình là sẽ đi kiếm con gà đốt ăn mà nghe nói gà đốt Ô Thơm thì là đặc sản ở An Giang nữa nên quyết định đi qua đến hồ Ô Thơm mà chưa có đến hồ Thơm nữa thì nhìn qua nhìn lại cái quán nào gian đường á mà kiểu như ít người á thì mình ghé đến mình ăn thôi chứ cũng chả biết cái quán nào ngon luôn á quý vị tại vì đây cũng là lần đầu tiên đi đến ô thâm nên cũng không có biết được ai mà biết được ở đây á quán gà đốt nào ngon á thì nhớ giới thiệu cho tụi tôi nha mai mốt mà tụi tôi có trở lên an giang á thì tụi tôi ghé ăn nha mọi người trong thời gian chờ đợi con gà ga thì có một cái bịch me mà sáng sớm chị em tôi mua đó chia nhau dành nhau ăn chua chua ngọt ngọt cũng hết bây giờ thì con gà cũng ra tới rồi nè công nhận cái mùi nó thơm kinh khủng luôn á quý vị nhưng mà không biết phải diễn tả làm sao cho mọi người hiểu luôn thôi bây giờ thì chị em tôi cắt con gà ra để mà thực hiện lời hứa với bao tử nha tại vì bây giờ thì cũng khá là chưa cũng khá là đói luôn rồi đó lúc nãy thì ông tài xế của tôi ông cắt cái con gà trời ơi tôi nói thiệt ha ngồi nuốt nước miếng ực ực mà con gà vẫn chưa được hoàn thành thôi bây giờ thì đừng đừng mọi chuyện cứ để cho chế lo rồi bây giờ cô nương ra tay nha cô nương phủi phủi rồi cô nương cắt cho mọi người nhìn xem nha thì nói chứ lúc này thì cắt con gà cũng gung lắm tại vì đó giờ cũng chưa từng cắt gà mà mọi người nó hửi con gà thơm quá định nó là đem ra góc ngồi nhai luôn rồi đó mà thấy cũng kỳ thôi bây giờ cắt ra cho tình đồng đội tình đồng chí mấy chị em mình cùng ăn cho nó vui cho nó ngon ngang rồi lúc này thì ăn xong con gà bắt đầu là xách xe phi thân phi trâu phi ngựa đi đến cái nơi mà mình mong muốn tìm đến đó chính là hồ ô thơm cái hồ ô thơm thì trong suy nghĩ của mình nó sẽ rất là đẹp nhưng mà khi nhìn ở ngoài thì ối rồi ôi mình cũng không hiểu tại sao nước nó lại đục như vậy luôn á quý vị không biết ở đây á mọi người á có bạn nào ở an giang mà biết tại sao hồ ô thơm nó lại đục như vậy thì nhớ là anh cho mình biết nha Tại mình cũng không biết hỏi ai Chẳng lẽ chạy dọc đường hỏi thì thấy cũng ngại quá Thôi bây giờ mình đứng ở đây mình check in Mình chụp chụp vài tấm hình Rồi bây giờ mình bắt đầu mình lên đường tiếp tục Để mà mình à, đi đến những cái điểm khác nha quý vị Thôi máy bay hẹn gặp lại tất cả mọi người trong tập tiếp theo